Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Và đây là Apple News số 111, cũng là số cuối cùng để chào đón năm Tân Sửu 2021. Sau một loạt báo cáo cho thấy, thỏa thuận giữa Hyundai và Apple về việc sản xuất Apple Car đã gần đi đến hồi kết, dường như gió đã nhanh chóng đổi chiều khi cả Hyundai và Kia đều đã lên tiếng xác nhận dừng đàm phán với Apple về Apple Car. Gần đây, một báo cáo cho thấy Apple còn đang chuẩn bị đầu tư 3,6 tỷ USD vào một nhà máy của Kia Motor, công ty con của Hyundai, tại Mỹ để sản xuất chiếc xe điện này. Tuy nhiên, gần đến cuối tuần qua, nguồn tin của Bloomberg cho biết việc đàm phán giữa hai công ty dường như đã dừng lại và cho rằng Apple khó chịu về tuyên bố tai hại của Hyundai vào cuối năm ngoái khi xác nhận việc đàm phán. Giờ đây, hai hãng xe Hàn Quốc một lần nữa xác nhận về tình hình thương vụ này. Các hồ sơ mới được Hyundai và Kia đệ trình lên đã xác nhận việc các công ty này không đàm phán với Apple để cùng phát triển chiếc xe tự lái nữa. Trong hồ sơ của mình, hai công ty này thừa nhận họ đã nói chuyện với hàng loạt công ty về việc phát triển xe điện tự hành, nhưng không có quyết định nào được đưa ra. Tại thời điểm này, số phận dự án Apple Car vẫn chưa rõ ràng. Khi nói về đối tác sản xuất tiềm năng của nó, trang tin Nikkei cho biết Apple đang đàm phán với ít nhất 6 nhà sản xuất ô tô để sản xuất chiếc xe điện tự lái của mình. Nhu cầu không cao về smartphone màn hình bé, Apple có thể không sản xuất iPhone 12 mini để tập trung chính vào các dòng iPhone cao cấp hơn. Mới đây, theo một số tin đồn mới, Apple đang cân nhắc để ngừng hoàn toàn các quy trình sản xuất iPhone 12 mini, mẫu iPhone có màn hình 5.4 inch bé nhất trong 4 mẫu iPhone được ra mắt trong năm 2020 vừa qua. Dự đoán này đã được đưa ra bởi William Young, một nhà phân tích tại công ty JP Morgan. Ông cho biết nhu cầu của người dùng về chiếc máy này không cao, nên Apple có thể sớm ngừng sản xuất iPhone 12 mini và chuyển sang tập trung sản xuất các phiên bản cao cấp hơn. Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán, bởi ở thời điểm hiện tại, nhu cầu về một chiếc iPhone màn hình nhỏ là không nhiều và người dùng thường có xu hướng chọn mua những chiếc máy màn hình lớn và có cấu hình mạnh hơn. Do đó, hai phiên bản Pro cũng là hai phiên bản bán chạy nhất, đặc biệt là tại thị trường Việt Nam. iPhone 12 Pro Max liên tục cháy hàng, cho thấy sức hút của mẫu iPhone màn hình lớn là rất cao. Vài giờ sau khi Apple Music dừng hoạt động, Apple cũng đã báo cáo rằng một số dịch vụ iCloud cũng đang gặp vấn đề. Các vấn đề đã ảnh hưởng tới một số dịch vụ iCloud bao gồm ảnh, sao lưu, My, Drive và ghi chú. Toàn bộ danh sách có thể được nhìn thấy trên trang trạng thái hệ thống của Apple. Vì các dịch vụ ngừng hoạt động, bạn có thể không truy cập được vào các dịch vụ này. Sự cố được báo cáo lần đầu vào lúc 10 giờ 13 phút sáng theo giờ Thái Bình Dương, khoảng 1 giờ 13 theo giờ Việt Nam. Một số người dùng cho biết họ không thể truy cập vào ảnh và sao lưu iCloud. Sau đó, các dịch vụ như Mo, Drive, danh bạ và lịch cũng không hoạt động. Hiện tóc huyết không chỉ lý do mà các dịch vụ iCloud gặp lỗi cũng như khi nào vấn đề này được giải quyết. Hiện chúng ta không thể sử dụng các ứng dụng được đề cập ở trên. Thông thường, sự cố ngưng hoạt động sẽ được khắc phục sau vài giờ. Trước thềm Tết Nguyên Đán, Apple vừa tung ra một đoạn phim ngắn dài 12 phút được quay hoàn toàn bằng iPhone 12 Pro Max. Trong video chúc Tết mới nhất, Apple vẫn khéo léo lồng ghép các câu chuyện thú vị trong nền văn hóa phương Đông và khoe những tính năng ấn tượng trên dòng iPhone 12 mới ra mắt hồi cuối năm ngoái. Bộ phim ngắn có tựa đề là Nian. Bộ phim là một câu chuyện kể về một cô bé sợ hãi con quái vật Trung Quốc Nian, một truyền thuyết về năm mới của Trung Quốc nay được mô phỏng lại dưới câu chuyện của thời đương đại. Mặc dù không được quay chuyên nghiệp, nhưng chất lượng hình ảnh và các góc quay đã phần nào thể hiện được khả năng quay video ấn tượng qua iPhone 12 Pro Max. Apple cũng đã đăng tải một đoạn video hậu trường cho thấy quá trình làm phim cùng iPhone khó khăn như thế nào. Tất nhiên, đoạn phim có sử dụng thêm các thiết bị chuyên nghiệp khác để hỗ trợ cho iPhone 12 Pro Max. Và đó là những tin hot nhất của Apple kỳ này. Chúc các bạn một năm mới an khang và hạnh phúc bên gia đình và người thân, cũng như nhớ đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe của mình trong dịp Tết nhé. Còn bây giờ thì bye.